phận đàn ông, bị vợ đánh rách trán phải nhập viện. Bạn bè đều đến an ủi tôi. Một cụ già nằm giường bên cũng động viên: "Chàng trai trẻ à, cậu như thế này cũng còn là may mắn lắm đấy. Tháng trước có một cậu bị vợ đánh đến mức gãy hai tay hai chân, phải bó bột, rồi còn lệch cả mũi với hàm răng luôn cơ." Tôi nghe xong lập tức ôm ông cụ òa khóc: "Ông ơi, người tháng trước cũng là cháu." Ở trong một khu tập thể nhà máy, có hai vợ chồng anh trung niên mới có thêm hàng xóm. Đó là đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau được ít ngày. Cứ sáng sớm anh chồng đi làm, cô vợ lại chạy ra ôm chồng hôn hít tình cảm lắm. Đêm về huỵch hoạch suốt. Mới cưới mà. Vợ anh trung niên thấy vậy liền nói kháy chồng: "Đấy, anh xem, vợ chồng người ta đấy. Mà học tập đi, vợ chồng người ta tình cảm thế. Còn anh xem lại anh đi nhá." "Có, anh nhìn thấy cả mà. Cô vợ kia đáng yêu quá. Nhiều lúc anh cũng muốn ôm hôn và làm việc cô ta, nhưng không biết cô ta có chịu hay không. Anh muốn chết à? Vợ người ta mà anh lại nói linh tinh. Thì là ước vậy. Được hay không không biết, để hôm nào anh hỏi thử xem." Cô vợ gầm lên: "Anh giỏi lắm. Hôm nay anh ở nhà khỏi đi làm, thực hiện lời ước ấy ngay với tôi cho anh chán chê mê mệt để khỏi ước ao nhá." Mục đích giảm cân. Có một phụ nữ gọi điện hỏi bác sĩ của trung tâm chăm sóc sức khỏe: "Bác sĩ ơi, trung tâm có thuốc giúp tôi giảm cân nhanh không? Cô cần giảm cân gấp thế làm gì?" "Dạ, chồng tôi cho tôi một món quà sinh nhật thật tuyệt vời, nhưng tôi lại chẳng thể nào chui lọt vào nó, bác sĩ ạ." "Ôi đừng lo lắng, đến trung tâm tôi sẽ kê một toa thuốc. Trong vòng một tuần, cô sẽ có vòng eo nhỏ nhắn, có thể mặc vừa chiếc váy ấy thôi." "Ồ hay, ông nói chiếc váy nào cơ? Tôi đang nói về chiếc xe hơi chồng tôi mới mua tặng cơ mà." Buổi đầu hẹn hò, một chàng sinh viên đi chơi khuya về, lũ bạn cùng phòng xúm lại nhau nhau hỏi chuyện. "Buổi đầu, cô bạn gái mà cậu đang theo đuổi hẹn hò, cậu có thu được kết quả gì hay không?" Chưa dứt mạch cảm xúc, cậu chàng hổn hển kể: "Tối nay nàng hẹn gặp tao. Nàng vừa đến chỗ hẹn đã ôm chầm lấy tao, rồi thò tay vào túi quần tao, rồi nàng..." Câu chuyện đang đến đoạn đấy, cả bọn háo hức không kìm được, bèn ngắt lời: "Rồi nàng làm sao hả? Cậu nói nhanh lên." Bị lũ bạn giục, cậu bạn thở dài. Rồi nàng gắt toáng lên: "Thôi thôi, anh cho em xin nốt số tiền nợ đi." Ba anh chàng ngồi trước một phòng giải phẫu tư nhân nói chuyện với nhau: "Của cậu thế nào mà phải đến đây?" "Ôi, của tớ nhỏ quá, định thay cái khác ấy mà." "Còn cậu?" "Của tớ thì dài quá, những 30 phân, đến phải cắt bớt đi thôi." Sau đó anh ta quay sang anh thứ ba nãy giờ vẫn im lặng: "Còn của cậu thì thế nào?" "Của em 10 phân." Anh ta mếu máo. Hai anh kia ngạc nhiên: "10 phân thì bình thường mà, cần quái gì phải đến đây chứ?" Anh chàng kia òa lên khóc nức nở rồi bảo: "Nhưng mà của em là 10 phân bề ngang." Có một bạn dân tộc Kinh nói chuyện với bạn dân tộc Mông: "Tại sao vùng cao các cậu cũng xây dựng nông thôn mới như chúng tôi, rồi trường lớp cũng đạt chuẩn quốc gia mà các cậu lại được cộng điểm mà chúng tôi thì không?" "Giảng ơi, tao nghĩ là cái dân tộc Kinh của mày cũng có Mông như dân tộc tao, và cái dân tộc Mông của tao cũng có Kinh như dân tộc mày. Thế thì tại sao bạn được cộng điểm? Bất công quá." "Giảng ơi,
Thế dân tộc Kinh của mày 100% có Mông, chứ dân tộc Mông của tao thì chỉ tối đa 50% có Kinh thôi nhá. Thế nên cái nhà nước mới cộng điểm cho chúng tao đấy. Ừ nhỉ, thì ra là vậy, mình đã hiểu rồi, các bạn được cộng 2 điểm là hoàn toàn xứng đáng. Đâu có khoác lác, hai người bạn thân nhân ngày nghỉ rủ nhau đi săn, cả ngày chả săn được con gì, họ ngồi tán gẫu. Một anh chàng mơ màng nói, với tài thiện xạ của tao, tao có thể bắn được một con thỏ ở khoảng cách 400 mét đấy. Anh kia phì cười nói, mày nói khoác nó vừa thôi, với khoảng cách ấy không ai có thể bắn trúng được một con thỏ đâu. Bị bóc mẽ, anh này chống chế, ừ thì tao có nói là tao bắn trúng đâu mà mày lại bảo tao nói khoác. Dùng suốt đời, khách hàng khiếu nại, cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng có nửa năm mà đã hỏng, chỉ còn có nước quảng đi thôi, thế mà ông dám bảo là tôi có thể dùng nó đến hết đời. Thưa ông, tại vì bữa đó tôi nom sắc diện của ông kém lắm. Trong hiệu cắt tóc gội đầu, một ông khách thấy hai bàn tay của người thợ cắt tóc rất bẩn, bèn hỏi, sao ông lại để tay bẩn thế kia? À, tại vì từ sáng đến giờ chưa ai yêu cầu tôi gội đầu nên mới thế. Chuyện cháy và dặn là hai anh em họ ở xa, kẻ trên cao, người thì sống dưới thấp nơi ấm áp. Một ngày nọ, dặn đánh đường lên tìm cháy, ròng rã đi qua mấy thung lũng và mấy gò đồi, qua mấy vách núi, cuối cùng dặn cũng tìm đến được nơi cháy ở. Được vài hôm, bỗng dặn có ý kiến, thôi em về đây, ở đây khổ quá, toàn chịu mưa chịu nắng, lúc thì rét, lúc thì nóng, lại hay bị soi khi đang ăn, sao mà bằng ở chỗ em được chứ. Ít lâu sau, cháy bèn đánh đường xuống tìm dặn, xem dận sống sung sướng như thế nào. Dận sống ở ven một bờ hồ, cây cối lau lách tùm, ngày đầu ăn no ngủ ấm, ngày sau gặp đúng lúc đến ngày hồ tràn ngập tiết, từ đáy hồ lên tuôn lên mấy ngày liền, tha hồ ăn thỏa thích, khỏi phải mất công đào bới cắn xé. Cháy ở luôn gần chục ngày sau, không muốn về nữa. Hôm ấy cũng là ngày hồ khô sạch hoàn toàn. Hai anh em cháy giận đang đứng chơi bên bờ hồ thì bỗng tùm một cái, thấy một gã khổng lồ đầu trọc lóc lao thẳng từ trên không trung xuống hồ. Đang lúc không hề đề phòng nên cháy bị cuốn theo xuống hồ, còn giận vì có kinh nghiệm và đã quen nên bám chặt lấy một thân cỏ ven hồ nên không việc gì. Lại nói chuyện cháy bị tống xuống hồ, cố lóp ngóp bò lên gần đến bờ thì lại tùm một cái nữa, gã khổng lồ lại lao xuống với sức mạnh khủng khiếp cuốn theo cháy xuống. Cứ như vậy gần tiếng đồng hồ, khi gã khổng lồ đã mệt và ói ra nhựa vá xe có mùi mía hay là mùi hoa thiên trúc sư, cháy mới lên được bờ và nằm vật ra ngất xỉu. Trước khi ra về, cháy bàng hoàng nói với giận, thôi ở đây tuy ăn uống và chỗ nghỉ sướng thật, nhưng cứ chiến tranh giặc giã liên miên thế này anh không chịu nổi đâu giận à. Vẫn phải hát lại. Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên, hát lại đi. Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã 3 4 lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho cô nghỉ. Cô nói, xin đa tạ quý vị, tôi mệt quá, tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quý vị đây ạ. Phía dưới khán giả lại nhao nhao, đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi.
cấm hút thuốc. Trong giảm hát, nhân viên phục vụ nhắc một lão nhà giàu: "Thưa ông, ở đây cấm hút thuốc. Ông hãy nộp 50 đồng tiền phạt." Lão nhà giàu đáp: "Được, đây là tờ giấy bạc 100 đồng." "Tôi không có tiền lẻ để trả lại ông." Lão nhà giàu quay lại gọi anh thư ký đến rồi đưa cho anh ta một điếu xì gà, rồi cười bảo: "Cậu cũng hút một điếu đi." Hai người hút cộng lại là 100, khỏi phải trả lại tiền cho phiền phức. Ghen tị. Một bà nọ mới cưới con dâu, thấy con trai mua cho con dâu một chiếc áo da, liền cảm thấy ghen tị, bèn nói với ông chồng: "Nuôi con trai lớn, phóng có ích lợi gì, ra sức mua cho vợ, hết cái này đến cái khác, chẳng kể đến bố mẹ chúng sống chết ra sao." Ông chồng đáp: "Những lời ấy tôi đã nghe thấy từ lâu rồi." "Ông chỉ được cái hồ đồ, tôi nói với ông lúc nào hả?" Ông chồng lại đáp: "Không phải bà, mà là mẹ tôi nói với tôi." Không tin được, cô gái bảo với bạn mình: "Nghe nói cậu đã hủy hôn ước hả?" Cô bạn đáp: "Ừ." Cô gái lại bảo: "Chàng trai ấy không tốt hay sao? Vì sao cậu lại hủy bỏ chứ?" Cô bạn đáp với vẻ tức giận: "Vì tớ đi xem tướng, thầy tướng bảo là tớ sẽ có 3 đứa con. Anh ta cũng đi xem tướng, thì thầy bói lại bảo anh ta sẽ có 4 đứa con. Đấy, cậu nghĩ xem, đứa con thứ tư ấy anh ta đẻ với ai chứ? Loại người này không tin được đâu." Ma đói. Có một công nhân thất nghiệp, vì đi chỗ nào cũng không tìm được việc, bèn mua 40 chiếc màn thầu nằm trên đường tàu hỏa định tự sát. Về sau, bị một người bạn trông thấy mới hỏi: "Cậu định tự sát, sao lại ôm nhiều bánh màn thầu thế để làm gì?" Anh ta đáp: "Nếu tàu hỏa không đến, thì có phải là tớ chết đói hay không?" Tính giỏi. Chồng vừa chết vì tai nạn xe hơi, người vợ khóc lóc thảm thiết 7 ngày 7 đêm. Đến ngày thứ 8, nhân viên của công ty bảo hiểm Nhân Thọ đến đưa tiền bảo hiểm. Chị ta nín bặt: "Ôi, 1 triệu đồng. Quả phụ vui mừng quay lại nhìn nhân viên của công ty bảo hiểm, rồi nói một cách trịnh trọng: "Nếu chi 200 ngàn đồng mà có thể làm cho chồng tôi sống lại thì tốt biết bao nhiêu." Trộm rượu. Chủ nhà lên tiếng: "Mày uống trộm rượu ở bình này hử?" Người giúp việc đáp: "Không ạ." "À, còn cãi hả? Mày xem, rõ ràng rượu trong bình này đã thiếu mất 1 chén rồi." Người giúp việc đáp: "Dạ, quả thực là không ạ. Tối hôm qua, nhân lúc ông đi vắng, tôi có lấy cả 1 bình. Bây giờ vẫn chưa uống hết ạ." Anh chàng nọ xấu hổ nên rất lâu không dám cầu hôn với cô bạn gái. Cô bạn gái thì không dừng được hỏi: "Anh ơi, hình như anh có điều gì muốn nói với em phải không?" Anh chàng nọ ấp úng đáp: "Ừ, anh muốn cùng em. Em có bằng lòng sau khi chết sẽ táng tại khu mộ nhà anh không?" Có một người đến nhà thăm cụ già bị ốm. "Cụ ơi, vất vả lắm bệnh mới hồi phục được, mong cụ sớm khỏe mạnh ạ." "Tôi chỉ mong cho bệnh này nó lành, thì có chết cũng cam lòng." Không thể thành nhà. Có người hỏi một thi nhân: "Vì sao thi nhân lại không giống tiểu thuyết gia
âm nhạc gia, thư pháp gia, triết học gia vân vân, có thêm chữ ở sau mà chỉ gọi là thi nhân. Một người khác trả lời xen vào, thi nhân ôm ấp tình cảm lãng mạn, đi khắp nơi tìm cảm xúc, thì làm sao mà có nhà được? Thi nhân cảm thán nói, sai rồi, vì thơ bán chẳng được mấy đồng, nên không có khả năng để thành nhà đấy. Tử Bạch ở phòng đẻ, vợ sắp đẻ nói với chồng, em phải nói cho anh biết, hai mí mắt của em bị cắt, mũi thì gồ lên, hàm dưới thì làm giả, cho nên nếu sinh con ra không giống em, thì anh đừng có mà nhảy chồm lên đấy nhá. Chồng an ủi, anh biết từ lâu rồi, không sao đâu, anh cũng nói cho em biết là anh đã thay mắt trái, hàm răng dưới là răng giả, chân trái cũng là chân giả. Tự Phụ, vợ ở về đến nhà, vui vẻ nói với chồng, hôm nay em nhờ người xem tướng tay, ông ta bảo, người chồng thứ hai của em là một người tuấn tú, học vấn cao, hơn nữa lại rất quan tâm đến em. Hả? Chồng ngạc nhiên hỏi, anh và em cưới lần thứ hai phải không? Không có chuyện gì cả. Con nói với bố, bố ơi, con rất thích cô B, bố cho phép con cưới cô ấy nhé. Với vẻ mặt buồn rầu, ông bố nói, bố nói thật với con chứ, con yêu. Cô gái ấy là kết tinh của tình yêu giữa bố và mẹ cô ấy lúc cha còn trẻ. Cô bé đó chính là em gái con không thể cưới nó được đâu. Sau khi biết bí mật ấy, anh con trai vô cùng đau khổ. Bà mẹ thấy con đau khổ không cầm được lòng, hỏi rõ đầu đuôi, bà liền an ủi con cũng không phải là con đẻ của cha con đâu, nên con đừng có lo. Nhật ký làm bố. Tôi biết mình làm bố vào tháng 3 sau ngày cưới. Đó là lúc vợ tôi tặng hàng xóm một bãi nôn khổng lồ giữa cửa khi vừa đi xem phim ở Vincom về. Đó là toàn bộ số thực phẩm mà vợ tôi ăn ở quán. Con chó nhà hàng xóm mừng lắm. Nó biết ơn vợ tôi đến nỗi mấy hôm cứ thấy vợ tôi về là lại chạy ra vẫy đuôi. Chiều hôm sau tôi đưa vợ đi siêu âm thì thai đã ở tuần thứ 3. Tôi sung sướng cười ngoác cả mồm, khiến vợ phải lấy tay đóng lại vì sợ bác sĩ tưởng chồng bị trống gió. Ngay sau khi biết mình có thai, thái độ của vợ tôi đã thay đổi một cách chóng mặt. Giờ vợ tôi không muốn động tay động chân vào bất cứ cái gì. Vợ tôi bảo, giai đoạn này phải giữ cho con, anh phải làm hết mọi việc, em không làm được gì cả. Tôi biết là nhục rồi, nhưng lúc đó cảm giác được làm bố khiến tôi chấp nhận tất cả. Tôi có cảm giác như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt tôi phải thay đổi. Giờ tôi làm tất cả việc nhà, từ dọn dẹp quét nhà, lau nhà, rửa bát, đổ rác, giặt là quần áo. Tôi làm tất. Vợ tôi đi làm về là gác chân lên xem tivi cho đỡ mệt, rồi đem chỗ thức ăn mua ở cửa hàng đun lại cho nóng. Ăn xong, tôi lại phải lấy xe đưa vợ tôi đi uống nước trên hồ Gươm cho nó thoáng, vì vợ tôi bảo ở nhà cứ bí bí thế nào ấy. Vợ tôi còn nói, bác sĩ dặn em không được xúc động, nên anh không được làm em bực mình. Em nói gì, anh cũng không được cãi. Em mà xúc động là con bị ảnh hưởng. Vậy là tôi cưới vợ được có 3 tháng, thì vợ tôi đã kịp chuyển thành mẹ tôi lúc nào không hay. Nhục ơi là nhục. Sang tháng thứ 2, thì vợ tôi bảo tôi phải đưa đón vợ, vì có thai mà tự đi xe máy thì rất nguy hiểm. Thế là hàng sáng tôi phải dậy sớm tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi vào tận giường đỡ vợ tôi dậy. Nếu biết hát chắc tôi đã đánh thức vợ tôi mỗi ngày bằng một bản tình ca để vợ tôi đỡ phải cằn nhằn vì ngái ngủ. Sáng nào
Tôi cũng đến văn phòng muộn cả tiếng đồng hồ vì vợ tôi làm trên phố cổ, còn tôi thì làm tận Mỹ Đình. Chiều tôi lại học tốc phi xe từ Mỹ Đình lên phố cổ để đón vợ tôi về bất kể mưa hay nắng. Đi nhiều cũng có lợi các bạn ạ. Mình thuộc hết cả vỉa hè Hà Nội vì đường tắc. Mấy khi đi được dưới lòng đường, chỉ có điều các cụ già đi bộ phản đối tôi ghê gớm lắm vì có lần tôi quên mất khi đang đi trên vỉa hè lại bóp còi khiến một cụ đang đi bộ giật bắn cả mình phải về thay bỉm rõ khổ. Sang tháng thứ ba vợ tôi bắt đầu nghén. Vợ tôi biết cách nghén lắm nên toàn chọn món rẻ tiền thôi, món rất là dân dã là đẳng khác, cua rang me nhưng cũng không phải cả con cua. Vợ tôi chỉ nghén mỗi càng cua mới lạ chứ. Cứ vài ngày vợ tôi lại ăn cua một lần. Tôi ngồi bên cạnh cổ vũ. Vợ tôi bảo, bác sĩ bảo em ăn nhiều vào cho con nó cứng. Tôi bảo, anh sợ con nó cứng quá, em lại đẻ táo thì khổ. Có hôm vợ đi làm về bảo, anh ơi, ở cơ quan em có một chị đang nghén tôm hùm đấy. Tôi gào lên, vợ tránh xa bà ấy ra. Lây bà ấy thì bỏ mẹ đấy. Rồi tôi đứng vụt dậy đi thay quần. Thật may là cũng đến tháng thứ tư, chúng tôi đi siêu âm ở bệnh viện. Bác sĩ thông báo, chưa chắc lắm nhưng 90% là con trai. Tôi gần như bay lên mây, hạnh phúc không thể tả được. Giờ vợ tôi không ăn cua nữa, mà thích ăn gì thì ăn. Nói gì tôi cũng nghe, không dám cãi nửa câu. Nhỡ vợ bực, lại đẻ gái thì căng. Phụ nữ dở ghê lắm, thích đẻ con nào, người ta đẻ con nấy. Các anh đừng đùa. Tôi thông báo cho bọn bạn trong đội bóng của là tôi có con trai. Chúng nó bảo, thế thì phải khao. Chúng tôi ra quán bia hơi chém gió tưng bừng. Tôi gần như mất kiểm soát khi ra sức chế nhạo mấy thằng sinh con gái. Tôi chém, chúng mày cầm sách vở qua nhà tao, tao phụ đạo thêm cho mà đẻ con trai nhá. Tháng thứ năm, chúng tôi đi siêu âm lại. Bác sĩ bảo, chúc mừng nhá, con gái đầu lòng, nhất anh chị. Ô, nhất nhì đéo gì kia. Tháng trước vừa bảo 90% là trai, giờ gái là thế nào? Điên hết cả ruột. Tôi với vợ nhất định không tin, đi trung tâm khác, vẫn gái, đi trung tâm khác nữa. Nó nói khác hẳn luôn, nữ 100%. Tất nhiên, tôi thì không sao, nhưng bọn bạn tôi, chúng nó vui ra mặt, chúng nó bảo, thôi, coi như bữa trước khao con trai, giờ khao tiếp con gái, nhất mày. À, mà tối tao với vợ tao sang mày phụ đạo đẻ con gái nhá. Nhà đông con trai quá. Đông đông, cái mà mẹ chúng mày. Con gái càng mừng. Tao thích con gái tình cảm các bạn nhỉ. Tổ sư, cái bọn trọng nam khinh nữ, rồi cũng đéo khá được đâu. Bạn bè mà thế à? Bố yêu con gái nhỉ? Sang tháng thứ sáu, vợ tôi trông cồng kềnh lắm rồi. Tôi vẫn cắn răng làm hết mọi việc. Giờ vợ tôi đi làm về chỉ việc ăn với co chân lên xem tivi, mà hễ có khát nước chỉ cần chỉ búng tay là tôi mang đến. Giờ vợ tôi thay đổi nhiều hơn, đêm ngủ ngáy y như con bò tót rừng Amazon trên kênh Discovery ấy. Tôi bí mật vác gối ra phòng khách, nhưng vợ cứ như điệp viên phát hiện ra. Vợ tôi bảo, không phải em ngáy, con anh nó ngáy đấy. Em khổ sở thế này là do anh phải chịu. Ừ thì chịu. Ở tháng này, vợ tôi ăn như thuồng luồng. Vợ bảo, không phải em ăn, con anh ăn đấy. Ừ thì con anh ăn. Đêm đến, vợ tôi đi vệ sinh liên tục. Lần nào tôi cũng phải đi cùng vợ vì vợ tôi sợ ma. Vợ tôi bảo, con anh nó đái đấy. Ừ thì con đái. Không có gì, anh chịu được. Em không cần lo lắng. Con nó đái, mất ngon. Nhưng chưa là thấm thía gì so với việc con tôi nó phát minh ra cái món oánh rắm. Cứ đang xem tivi, đến chỗ gay cấn thì làm một phát. Chồng đang nằm, bật dậy, rồi cố sống cố chết bò lết ra cửa sổ. Thò mũi ra, không thì ngất mất. Gớm, khốn khổ, lúc tan khí, quay lại thì thấy vợ cười cười nói, con nó đánh rắm đấy, không phải em đâu.
Ôi cha mẹ ơi, ừ thì con đánh giám, nhưng lần sau con oánh thì vợ cũng phải báo cho chồng một tiếng chứ. Đánh bất ngờ như thế thì ngồi đó mà cười. Đến tháng thứ bảy, vợ tôi trông như con tê giác trong phim Madagascar ấy các bác ạ. Ngồi ăn cơm mà che hết cả cái tivi 60 inch, di chuyển cứ như quay chậm, nom kinh kinh lạ. Giờ vợ tôi kêu đau chân, chân xuống máu gì gì đó, nên tối nào tôi cũng phải bóp chân. Ngày xưa chân vợ tôi thon dài như vậy mà giờ trông nó cứ như chân bà Liên Xô trong phim Gấu Mẹ Vĩ Đại. Vợ tôi bảo em tăng được 8 kg rồi. Tôi động viên, không sao đâu em ạ, à, anh sẽ mua tivi to hơn. Tháng thứ 8, giờ tôi không phải bóp chân nữa, mà vợ tôi chỉ đâu tôi bóp đấy, vì cả người vợ tôi đau. Tôi cũng chỉ biết bóp chứ chả biết làm thế nào. Mình có chữa thay được đâu các bạn nhỉ. Ngày nào vợ tôi cũng than, không hiểu sao em sờ vào đâu cũng thấy đau. Tôi bảo chắc là em đau ngón tay đấy. Vợ tôi tăng thêm 2 cân nữa, vì vậy đến bữa ăn tôi không xem tivi nữa, tôi bật to để nghe là chính. Đến tháng thứ 9, cả gia đình nội ngoại được đặt trong tình trạng báo động. Vợ tôi có nguy cơ đẻ bất cứ lúc nào. Ở cơ quan có anh bạn vợ đẻ rơi ở thang máy nên tôi càng sợ. Có đêm tôi mơ, tôi nói với vợ đi xem phim hài. Vợ tôi cười to quá rồi đẻ luôn ở rạp. Tôi lập tức tỉnh dậy đi thay quần. Còn khoảng 3 tuần thì đẻ, vợ tôi xin nghỉ ở nhà cho nó an toàn. Chứ cứ đi làm mà đẻ ở văn phòng thì căng. Vợ tôi ở nhà được vài ngày mà cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. Đang đi làm mà ở nhà hơi tí vợ lại nhắn, em thấy nó đau đau. Một lúc lại em thấy nó tưng tức, rồi lại em thấy nó cứ nhoi nhói, đau hết cả đầu. Tôi nhắn tin lại, ôi trời đất ơi, em nghĩ anh là ai vậy? Kiến trúc sư hay là bác sĩ sản khoa? Yên, anh còn làm việc nào? Ấy vậy mà có được yên đâu. Mới 4 giờ chiều đã nhắn tin, mấy giờ anh về? Rồi anh về sớm, không con nó mong. Anh về muộn, nó cứ đạp em đấy. Mà về nhà cũng không được yên, tí thì lại, anh nghĩ con nó có xinh như em không? Hoặc chắc chân nó sẽ dài như chân mẹ nó anh nhỉ? Hay anh muốn con nó dịu dàng nữ tính như em không? Ôi thần linh ơi, tôi không chắc con tôi nó có xinh đẹp, hiền dịu, chân dài như mẹ nó hay không. Nhưng tôi mong rằng con tôi sau này sẽ có cái trí tưởng tượng phong phú của vợ tôi. Nhưng mãi đến ngày vợ tôi phải đẻ các bạn ạ, à, mới đầu thì mong chờ lắm. Ấy thế mà đến lúc đó tôi lại run run như cầy sấy. Thế mới lạ. Tôi nhớ hôm ấy là Tết Tây 31 tháng Chạp. Tôi đang họp với sếp thì giật bắn cả mình vì điện thoại báo tin nhắn. Mở ra lại thấy tin nhắn của vợ. Chiều chồng về sớm đưa vợ đi chụp ảnh lễ hội hoa nhé. Nhanh, không bọn trẻ trâu nó phá sắp xong rồi. Tôi hối hả nhắn lại, biết rồi, anh đang họp. Chưa được 5 giây, lại tin nhắn đến khổ. Vẫn vợ nhắn, em vào viện đẻ, anh về ngay. Tôi tí thì phải thay quần, dụi mắt mấy lần. Vừa đòi chụp ảnh đã đẻ rồi, căng thật đấy. Tôi cuống cuồng xin về ngay. Sếp hốt hoảng bảo, mày ngồi lại họp nốt, còn 30 phút nữa thôi. Tôi bảo, ôi sếp thông cảm, có vẻ như vợ em đã đẻ luôn, chứ không đợi chúng ta họp xong. Tôi phóng xe như bay vào viện, vừa thò mặt vào khoa sản, đã thấy mẹ vợ tôi đứng ở đó, tay ôm thằng cu đỏ hỏn. Ôi cha mẹ ơi, tôi xúc động chảy cả nước mắt, tôi nói, mẹ đưa con bé cho, con trai hả mẹ? Mẹ vợ tôi bảo, ừ, con trai, nhưng là con cô này. Người nhà không kịp vào, mẹ bế hộ đấy. Vợ con vừa vào phòng đẻ rồi. Ôi cha mẹ ơi, dơ dơ là hèn gì, trông chim nó không to như chim tôi hồi nhỏ các bạn ạ. Tôi lại lao ra phòng đẻ, nhưng ở đó bác sĩ bắt đầu ngồi ngoài hành lang đợi chứ không cho vào xem. Vợ đẻ như ở trong phim tôi vẫn xem. Ngồi chờ ngoài hành lang, tôi thấy cơ man là người. Một người đi đẻ, 10 người đi theo, nên cái hành lang nó đông đặc người các bạn ạ.
Mấy bà chửa thì cành càng đi lại dọc hành lang, hai tay thò vào áo xoa xoa tí, trông kinh quá. Tôi hỏi một thằng cha ngồi đó, xoa thế kia làm gì? Thằng cha ấy bảo để kích thích cho nó mở đấy. Tôi chả hiểu nó là cái gì mà mở để làm gì, nhưng xem ra nó có vẻ như cái này quan trọng lắm. Mấy thằng cha cũng đợi vợ đẻ như tôi, cứ liên mồm hỏi nhau, vợ ông mở chưa? Đang mở, mới được 5 phân. Vợ anh mở mấy phân rồi? Vào được 1 tiếng mà mới mở được có 10 phân thôi. Ui giời, vợ anh mở còn to hơn vợ em. À, hóa ra thế đấy. Giờ tôi đoán ra nó là cái gì rồi. Các ông đưa vợ vào đẻ hay tổ chức cuộc thi bán kính thế hả? Lúc cái thằng vợ mở 10 phân quay sang hỏi tôi, vợ anh mở mấy phân rồi? Tôi lạnh lùng trả lời, vào từ sáng 5 tiếng rồi, chắc phải được nửa mét. Úi giời, thằng đó nó rơi điện thoại luôn. Tôi đợi đến 3 giờ chiều mà vợ vẫn chưa đẻ. Nguyên nhân là nó không chịu mở các bạn ạ. Bác sĩ bảo phải mổ thôi, anh ra ký thủ tục cho vợ đi mổ. Mổ có sao không ạ? Tôi hốt hoảng hỏi. Chả sao, nhanh thôi, cứ yên tâm. Anh không tin chúng tôi à? Tưởng gì, tất nhiên là tôi tin bác sĩ. Ngày xưa, cấp tôi học chuyên tin mà. Rồi vợ tôi nhanh chóng được đưa lên bàn mổ, tôi lại ngồi đợi ở hành lang. Ở hành lang phòng mổ thì khác, vì người ta mổ đủ mọi ca bệnh, do đó hầu hết người nhà đều yên lặng chờ đợi. Tôi không thấy ai hỏi nhau kiểu như vợ mày mổ được mấy phân rồi. Như bên ngoài phòng đẻ, ngồi đợi đẻ mổ căng như dây đàn các bạn ạ. Tôi lo lắng, nghĩ ngợi đủ đường, không biết vợ tôi có làm sao không, hoặc liệu bác sĩ có rảnh quá tay mà vào con tôi không. Thời gian dài như vô tận, cuối cùng rồi cũng xong. Em vợ gọi điện thông báo vừa đưa con tôi về phòng hậu phẫu. Tôi chạy như bay về phòng. Gia đình họ hàng đông như hội, đang đứng chờ y tá tắm cho con tôi. Lúc sau, y tá bế con tôi ra, bố vợ tôi đỡ tay rồi trao lại cho tôi, xúc động trào nước mắt các bạn ạ. Tôi cố kìm nén cảm xúc, tôi mở tã ra nhìn con tôi. Chân đủ 5 ngón này, tay đủ 5 ngón này, mắt 2 cái đầy đủ này, miệng xinh giống mẹ này, mũi giống bố này, răng thì... Ôi thôi, thiếu rồi. Tôi gào lên nức nở. Bác sĩ hỏi, thiếu gì? Đấy, bác sĩ nhìn kỹ xem, thiếu cái gì? Hù hù hù, bác sĩ bảo em tin bác sĩ, mà giờ thiếu thế này. Bắt đền, em đi bác sĩ ơi. Tôi càng khóc tợn. Tôi chịu, anh nói rõ xem nào. Chim con em đâu? Bác sĩ mổ sót đâu rồi? Hù hù hù. Con gái thì làm gì có chim, mà mày đòi hử? Bác sĩ gào lên giận dữ. Ô, thế con gái là không có chim mà. Ôi giời ơi, sao bác sĩ không nói sớm? Hóa ra cái bọn siêu âm thế mà chuẩn các bác ạ. À, không nhầm như mình nghĩ. Tôi tin là nền y học nước nhà hiện nay đã phát triển vượt bậc so với thế giới. Siêu âm là sẽ chuẩn 100% như vậy, trong khi thế giới nhầm là bình thường. Tài, tài thật. Vậy là tôi ngưng khóc. Con gái càng yêu, có gì mà khóc với lóc các bạn nhỉ? Có lẽ trên đời này tôi chưa bao giờ được bế trên tay một sinh vật xinh đẹp như vậy. Tôi cũng chưa thấy một thứ tình cảm nào gắn kết ngay khi chỉ vừa gặp mặt. Một tình yêu kỳ lạ hình thành từ khi vợ tôi mang thai và kịp hoàn thiện vào giây phút tôi nhìn thấy con gái. Đó là tình cha con chào mừng con gái đến với cuộc đời, đến với gia đình và đến với bố mẹ. Không để lại tang chứng. Bốn cô gái dự cuộc thi tuyển thư ký, đề bài như sau. Một vị khách sau khi làm việc với giám đốc, lúc ra về đã để quên trên bàn một phong bì tiền. Người thư ký cầm lên thì phải xử lý như thế nào? Các bài thi làm xong, giám đốc lần lượt đọc các phương án. Bài thứ nhất viết,
Tôi sẽ tìm người khách đó và trả lại. Giám đốc chép miệng. Người ta có quên đâu mà trả lại. Bài này hỏng. Tiếp đến là bài thứ hai. Nộp vào công quỹ đoàn. Giám đốc lại thốt lên. Ô hay. Thế là được của miền xuôi đem nuôi miền ngược à. Cũng hỏng. Bài thứ ba khá hơn một chút. Tôi sẽ đưa cho giám đốc làm tiền tiêu riêng. Tài giám đốc hừ lên một tiếng. Hứ, nói toạc ra như thế ư? Lộ liễu quá. Bài thứ tư, tờ giấy trắng tinh. Giám đốc ngạc nhiên hỏi chủ của tờ giấy này. Sao cô không trả lời được à? Cô gái nhanh nhảu đứng dậy, đến ghé sát vào tai giám đốc rồi nói. Dạ, thưa sếp, em hành động như bài thứ ba, nhưng sẽ không lưu lại bất cứ kỳ giấy tờ nào liên quan đến số tiền đó. Cô này khá đấy, duyệt. Đồ vật không đáng tiền. Một ông nọ rất thích đánh bạc. Những đồ vật trong nhà đáng giá đều đã biến đi sạch. Một hôm, bà vợ nói với ông ta, chắc là ông sẽ không đem tôi đi đặt cọc để đánh bạc chứ? Tất nhiên là không rồi. Tôi chẳng bao giờ mang thứ không đáng tiền đi đặt cọc. Tinh thần nghiên cứu. Có một nhà sinh vật học cắt đứt hai chân của con bọ chó. Ra lệnh cho nó nhảy, tức thì con bọ chó này nhảy. Ông ta lại cắt hai chân khác, lại ra lệnh nhảy, con bọ chó lại nhảy không sai. Tiếp theo, ông ta lại cắt đứt hai chân, lại ra lệnh, nhưng lúc này con bọ chó không nhảy nữa. Thế là trong báo cáo kết quả thí nghiệm của nhà sinh vật học được viết như sau. Sau khi cắt đứt 6 chân của con bọ chó, thì con bọ chó bị điếc. Đảm bảo tốt nhất, một người muốn may bộ com lê, vì trên phố có rất nhiều cửa hàng giả mạo vải ngoại. Anh ta sợ bị hớ, bèn hỏi nhân viên cửa hàng. Mảnh vải này có phải là vải ngoại không? Anh có thể đảm bảo không? Có thể mảnh vải này đắt hơn vải địa phương khoảng 500 đồng. Đấy chẳng phải là sự đảm bảo tốt nhất hay sao? Đôi môi thần kỳ. Đôi tình nhân âu yếm nhau trong công viên đông người. Cô gái nũng nịu với người yêu. Ôi, má em đau quá. Chàng trai bèn hôn vào má rồi hỏi, em thấy thế nào? Còn đau nữa không? Úi, hết đau rồi. Ít phút sau, cô gái lại tiếp, ôi, cổ em lại đau. Chàng lại nhẹ nhàng hôn vào cổ nàng rồi hỏi, còn đau nữa không em? Cô gái bẽn lẽn, hết rồi. Một lúc sau, cô gái lại kêu đau ở gáy. Có một cụ già ngồi ở gần đó, không thể chịu nổi, mới lên tiếng. Hỡi chàng trai, có đôi môi thần kỳ, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không? Giải trí và thư giãn. Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả, thưa quý vị thử đoán xem, ly nước này nặng bao nhiêu? Điều đó còn phụ thuộc anh cầm nó trong bao lâu nữa chứ? Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong 1 phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong 1 tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày thì xin quý vị gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn. Trong cuộc sống cũng như vậy, nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ gục ngã. Điều quý vị phải làm là đặt ly nước xuống nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên. Thỉnh thoảng, chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó qua quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu của cuộc sống ngoài cửa.
Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ, giải trí và thư giãn. Thuyền và biển, chỉ có tiền mới hiểu bồ thương ta nhường nào, chỉ có vợ mới biết tiền lương ta là bao. Những ngày chưa kịp khao, bồ dạt dào thương nhớ, những lần lương bị hao, lòng vợ đau rạn vỡ. Nếu từ giã tiền rồi, bồ cũng bay theo gió, nếu phải cách xa lương, vợ chỉ còn bão tố. Điệu bộ của luật sư. Một luật sư vừa nhận được giấy phép hành nghề, bèn thuê một văn phòng. Khi đang sửa chữa dở dang thì ông bắt đầu làm việc. Ngày thứ hai đã có một người khách đến văn phòng. Luật sư vừa thấy khách thì đã làm ra vẻ điệu bộ, cầm máy điện thoại nói: "Alo, tôi đang rất bận, không nói chuyện lâu với ông được. Việc ấy không có 5.000 đồng thì không được đâu." Nói xong, anh ta từ từ quay đầu lại nói với khách: "Bây giờ mời ông nói chuyện, có việc gì tôi sẽ sẵn lòng giúp ông." Người khách không nhịn được cười: "Tôi đến để nối điện thoại cho ông đấy ạ." Lời hứa. Chị vợ đang giảm béo, hứa là sẽ ăn kiêng và ăn ít đi. Bất chợt anh chồng ăn cơm xong vào bếp thì gặp bà vợ đang cắn miếng bánh ngọt. Chị vợ hốt hoảng bảo: "Này anh, em ăn suất sáng mai, anh có ăn cùng em không?" Mạnh hơn. Có một người không chân không tay đang nằm tắm nắng sát biển, thì ba phụ nữ trẻ xinh đẹp đi dạo gần đấy. Thấy hoàn cảnh của anh này, ba phụ nữ động lòng thương. Cô thứ nhất hỏi: "Anh chưa từng được ôm phải không?" Buồn bã, anh kia lắc đầu và cô gái cúi xuống ôm ghì lấy anh 5 phút. Cô thứ hai hỏi: "Anh chưa từng được hôn phải không?" Buồn bã, anh kia lắc đầu và cô cúi xuống hôn anh say đắm. Cô thứ ba hỏi: "Anh chưa từng được thấy điều gì mạnh hơn thế phải không?" Anh kia hí hửng đáp: "Chưa, tôi chưa từng." "Thế thì anh sắp bị rồi, vì thủy triều đang lên." Khó đấy. Có một cặp vợ chồng người Bỉ đang tham quan thành phố Red, thì một nhà buôn đến gần và hỏi: "Hai bạn là người Anh, Đức hay Pháp vậy?" Người chồng trả lời: "Bỉ." Nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng da trắng người Ả Rập hỏi tiếp: "Cô này cũng là người Bỉ à?" Cô vợ trả lời: "Vâng, tôi cũng là người Bỉ." "Là vợ của ông sao?" Nhà buôn hỏi người đàn ông. "Vâng," anh chồng đáp. Nhà buôn nói: "Tôi muốn tặng anh 50 con lạc đà để đổi lấy người phụ nữ này." Người chồng cảm thấy bất ngờ, im lặng một lúc, cuối cùng ông trả lời: "Tôi không bán." Nhà buôn bỏ đi. Vợ hỏi chồng: "Này, anh hãy giải thích tại sao anh phải suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời thế. Có phải anh có ý định sỉ nhục tôi không?" "Ồ không, tôi chỉ suy nghĩ làm cách nào mình có thể về nhà cùng với 5 con lạc đà chứ." Chỉ một lần, có một sinh viên trẻ người Pháp được cha mẹ cho đi nghỉ một tháng trong một gia đình quý tộc người Anh. Chủ nhà đón chàng trai và đưa đi một vòng xem cơ ngơi. "Ông có một sân golf bằng kia phải không?" Sinh viên hỏi. "Tuyệt vời. Ông có thường chơi golf hay không?" "Không, tôi đã thử một lần, nhưng môn này không làm tôi thích thú, mệt lắm." Anh sinh viên thấy có hai con ngựa trong chuồng. "À, có lẽ ông thích cưỡi ngựa hơn à?" "Ồ không, tôi đã thử cưỡi ngựa một lần, nhưng trò này không làm tôi thích, mệt lắm." Họ tiếp tục tham quan và đến một sân quần vợt. "Chắc là..." Vị quý tộc nói: "Không không, tôi đã thử chơi quần vợt một lần, nhưng cả môn này nữa cũng không làm cho tôi thích, mệt lắm." Đúng lúc ấy,
Một chàng trai đi về phía họ. Xin giới thiệu, đây là William, con trai của tôi, chủ nhà nói. Chàng sinh viên người Pháp bắt tay William và quay lại phía người quý tộc. Tôi đoán đây là con trai độc nhất của ông. Con gái đi lấy chồng. Có một gia đình có ba cô con cái và rất tình cờ là họ đi lấy chồng vào cùng một ngày. Người mẹ rất lo lắng về tuần trăng mật và căn dặn các cô phải gửi email cho dù chỉ vài chữ để thông báo cho bà biết về những gì diễn ra trong những ngày hạnh phúc ấy. Hai ngày sau, bà đã nhận được email của cô thứ nhất, vỏn vẹn chỉ có vài chữ Nescafe. Đầu tiên, người mẹ rất ngạc nhiên, sau đó bà đi vào bếp, lấy hộp cà phê xuống xem và thấy hàng chữ thơm, ngon đến giọt cuối cùng. Bà mỉm cười và rất vui vì hạnh phúc của con cái. Email của cô thứ hai đến vào tuần sau cũng chỉ có mấy chữ Benson and Hedge. Người mẹ nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc của chồng, cầm bao thuốc lá mà ông vẫn thích hút lên xem. Bà đọc được dòng chữ cực dài, cỡ lớn. Bà nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng thấy mừng cho con gái. Cô gái thứ ba vẫn bạt vô âm tín. Mãi đến hơn một tháng sau, email của cô mới đến hộp thư của mẹ. Và nó cũng rất ngắn gọn. British Airways. Người mẹ vội vàng mở tờ tạp chí phụ nữ mới nhất ra và ngất xỉu khi đọc thấy dòng quảng cáo 3 lần một ngày, 7 ngày một tuần, theo cả hai hướng. Adam và Eva hỏi, bạn gái và vợ khác nhau chỗ nào? Adam trả lời, chênh 20 kg. Hỏi, bạn trai và chồng khác nhau chỗ nào? Eva trả lời, lệch 20 phút. Hỏi, đàn bà giống con mèo ở chỗ nào? Adam trả lời, đều có vẻ sang trọng, nhưng riêng đàn bà thì cố tạo ra. Vậy đàn ông giống con chó ở chỗ nào? Eva trả lời, đều có vẻ trung thành, nhưng riêng đàn ông thì là bị ép buộc. Vậy thì cảm nghĩ về cuộc sống hôn nhân của bạn hiện nay ra sao? Adam trả lời, kết hôn sớm quá. Eva trả lời, ly hôn muộn quá. Lại hỏi, vậy so sánh vợ của bạn trước và sau khi kết hôn? Adam trả lời, trước là chai Coca-Cola và sau là lon Coca-Cola. Lại hỏi, vậy thì so sánh của chồng của bạn trước và sau khi kết hôn ra sao? Eva trả lời, trước là sữa tươi và sau cũng là sữa tươi nhưng bị lên men. Lại hỏi, có điểm nào giống nhau giữa hai vợ chồng không? Eva trả lời, kết hôn cùng một ngày. Adam trả lời, đều thích xem người đẹp biểu diễn thời trang. Hỏi, rất tiếc, nếu vợ của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây? Adam trả lời, cuối cùng thì em cũng im. Hỏi, rất tiếc, nếu chồng của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì? Eva đáp, cuối cùng thì anh cũng cứng. Lại hỏi, khi nào bạn đời của bạn qua đời, bạn sẽ làm gì đây? Eva trả lời, sẽ ở chung với một vài người bạn gái cho đỡ buồn. Còn Adam thì trả lời, hi hi, tôi cũng muốn vậy, tôi cũng muốn vậy. Ở công đường, giữa mùa hè nóng như lửa đốt, các quan ngồi bàn luận việc công, rồi phàn nàn không tìm đâu được một nơi mát mẻ. Có người đề xuất ý kiến, nếu ngồi ở nhà Thủy Tạ trong vườn họ Mã thì thật là mát biết mấy. Một người khác lại cho biết, trong chính điện của chùa Giáp còn mát hơn nữa. Đông đảo dân chúng thì nói rằng, nếu có nơi mát mẻ thì có nơi nào cho bằng ở công đường chứ? Tất cả các quan lấy làm lạ hỏi vì sao, thì dân chúng đáp, đơn giản là vì ở công đường có ngày chứ không có mặt trời trên đầu, nên chỉ luôn luôn mát mẻ.
Bệnh tật. Một lần nọ, có hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong công viên. Tôi sống nghèo vì bệnh tật, còn ông thì sao? Ôi, còn tôi ý à? Tôi sống sung sướng vì bệnh tật. Sao vậy chứ? Vì tôi là thầy thuốc. Một ý kiến. Đêm công diễn đầu tiên, tác giả vở kịch gửi giấy mời đặc biệt đến một nhà phê bình sân khấu danh tiếng. Lúc màn hạ, thấy nhà phê bình ngủ tít mít, kịch ra giận dỗi bảo: "Tôi thì tha thiết mong chờ nhận xét của ông, ấy vậy mà ông lại đến đây chỉ để ngủ ư?" Vị khách mời bình thản đáp: "Ngủ cũng là một ý kiến đấy chứ." Thấy cô nhân viên đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, sếp rất bực, gọi lại và bảo: "Tôi đã nhiều lần lưu ý cô là khách hàng luôn luôn đúng, tại sao cô lại làm căng với ông ta như thế hả?" "Dạ thưa sếp, nhưng ông khách này lại cứ khăng khăng rằng ông ta đã sai lầm mà." Không thể uống thứ khác. Có một hành khách vô tình đi lạc vào buồng lái trên máy bay. Bà ta nhìn thấy tổ lái đang uống rượu tì tì thì rất bất bình nói: "Này, các anh là phi công mà lại dám uống rượu khi đang làm việc à? Sao các anh không uống nước hoa quả hả?" Viên phi công chính liền ngẩng lên lè nhè đáp: "Thế bà nghĩ rằng uống nước hoa quả sẽ làm chúng tôi bớt sợ khi đang lơ lửng trên trời hay sao?" Không để ngày mai. Có người khuyên giám đốc muốn nâng tinh thần làm việc của nhân viên nên treo khẩu hiệu "Việc hôm nay chớ để ngày mai". Một tháng sau, người này hỏi giám đốc: "Nhân viên của anh phản ứng thế nào với khẩu hiệu đó chứ?" "Thủ lĩnh của tôi biển thủ tiền ngay hôm ấy. Trưởng phòng tổ chức biến mất với cô thư ký của tôi và tất cả người khác đồng loạt đòi tăng lương." Chen lấn. Có một nhà biên kịch bảo với đồng nghiệp: "Rất tiếc là anh lại không đến dự buổi công diễn đầu tiên của vở kịch của tôi." Người ta chen lấn xô đẩy nhau đến lạc khiếp ở trước cửa phòng bán vé đấy. "Vậy anh có chấp nhận cho họ lấy lại tiền vé không?" Dặn dò. Một giám đốc dặn cô thư ký: "Nếu có cô gái nào nói tên là Pipi gọi đến, hãy nhắn lại rằng tôi đến hiệu đồ da để trả tiền chiếc áo da cho cô ta nhé. Còn nếu chủ tiệm áo da gọi đến thì bảo rằng tôi đi ngân hàng lĩnh tiền. Còn nếu ngân hàng gọi đến thì bảo họ rằng tôi và kế toán đi làm thủ tục phiếu chi nhé." Chính xác. Hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho đoàn tham quan: "Thưa các quý vị, phiến đá này đã tồn tại 100.003 năm." Một du khách hỏi: "Làm sao mà anh lại biết chính xác như thế chứ?" "À, chả là cách đây 3 năm, có một nhà địa chất học đã đến đây nghiên cứu và tuyên bố phiến đá này có tuổi là 100.000 năm." Cách bán. Giám đốc của hai nhà sản xuất kem đánh răng gặp nhau. Một ông phê bình ông kia: "Kem đánh răng do nhà máy của cậu sản xuất chất lượng kém quá. Nhưng tớ đã có cách để bán chạy sản phẩm rồi." "Đó là cách gì vậy?" "Thêm thời gian bảo hành tới 6 tháng." Ăn trộm của kẻ cướp. Đêm khuya, hai tên trộm lẻn vào cửa hàng thời trang, ra tay vơ vét. Chợt một tên kêu lên: "Này, nhìn kìa." Tên kia giật mình, tưởng cảnh sát đến liền hỏi:
Gì thế? Dã man quá. Cái áo xấu thế này mà chúng nó dám để giá 3 triệu cướp của bọn này là đáng lắm. Kiểu đầu khó lặp lại. Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên rồi hỏi, ông muốn cắt kiểu gì? Dạ, trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm, đặc biệt cắt sát ra đầu vài chỗ như những đồng xu. Thưa ông, tôi không thể cắt như mô tả được đâu. Tại sao lại không? Lần trước, anh đã cắt cho tôi như vậy đấy. Chưa thử nên không rõ. Sĩ quan hải quân hỏi nhóm tân binh, trong số các anh, ai biết bơi? Cả tiểu đội trả lời biết, trừ có một người lúng túng không biết nói thế nào. Câu hỏi được nhắc lại. Binh nhì Rian, anh có bơi được không? Dạ, tôi không rõ. Tôi chưa thử bao giờ ạ. Bị phạt vì dám nhìn vợ của đô đốc. Một đô đốc hải quân mở tiệc chiêu đãi binh sĩ sau thời gian dài công tác lênh đênh trên biển. Như thường lệ, mọi người đều đứng xếp hàng ở boong dưới để nghe ngài đô đốc đứng ở boong trên đọc diễn văn khai mạc. Sau hơn 20 phút thao thao bất tuyệt, ông bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu rất lạ là có một đại tá không chú ý ông mà lại hau háu hướng mắt về phía vợ của ông. Ông bèn kết thúc gọn bài diễn văn và sau khi dẫn vợ về phòng, ông mới khám phá ra nguyên do của vấn đề. Cô vợ xinh đẹp của mình hôm ấy đã mặc váy quá ngắn mà lại quên jeep. Trong lúc nổi nóng, ông bèn ký quyết định cách chức lão đại tá kia. Họ cố làm ông bị khiếu kiện ra tòa là tòa án quân sự, có thể thua kiện và bị tước quyền chỉ huy vì không có bộ luật nào quy định rằng nhìn thấy như thế thì sẽ bị cách chức cả. Ông tìm đến một người bạn rất thân là luật sư ngành hàng hải để cầu cứu giải nguy cho mình. Vớ vẩn, ai lại cách chức binh sĩ của mình chỉ vì họ nhìn lén vợ ông bao giờ? Người bạn lên tiếng khiển trách, mặc dù bực dọc, nhưng anh luật sư hứa là sẽ tìm cách biện luận giúp ông đô đốc. Một tuần trôi qua và cuối cùng thì anh này cũng nghĩ ra được một giải pháp không những giúp bạn mình không bị đuổi việc mà còn làm cho quyết định trước đây của ông đô đốc được thực thi. Giải pháp đó đơn giản như sau, căn cứ vào khoản 5 điều 8 luật hàng hải quy định. Ai phát hiện thấy các vết nứt dẫn đến dấu hiệu bị rò rỉ nước mà không khai báo thì tội nhẹ sẽ bị cách chức và cho thôi việc, nặng thì sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Trong lớp học, thầy giáo thấy cậu học sinh ngồi mặt bần thần, nước mắt rơm rớm trên mi. Thầy giáo mới lại gần hỏi, em bị làm sao mà buồn vậy? Cậu học sinh đứng lên thổn thức, ba em đang ở trong trại giam, còn mẹ em lại ở trong bệnh viện, mà giờ này em vẫn còn ngồi ở đây. Thầy giáo nghe thế xúc động bảo, thu xếp về chăm sóc mẹ đi. Thầy còn giúp cậu thu xếp sách vở để cậu về sớm. Khi cậu học sinh ra về rồi, thầy quay ra bảo với cả lớp, hoàn cảnh của bạn ấy tội nghiệp thế. Lát nữa, sau khi tan học, các em dẫn thầy tới thăm nhà bạn, xem thầy có giúp gì được cho bạn ấy không nhé. Bạn lớp trưởng thấy thầy xúc động quá, mới vội vàng giải thích. Dạ, bạn đó chẳng có hoàn cảnh gì đâu thầy ơi. Ba nó làm giám thị trong trại giam Chí Hòa, còn mẹ nó làm bác sĩ ở bệnh viện phụ sản Từ Dũ ạ. Hôm nay nó lại được thầy cho về sớm, bây giờ chắc là đang ở tiệm net, lướt web, chơi game đấy thầy ạ. Có một quả phụ trung tuổi, rất xinh đẹp và giàu có. Bà tâm sự với anh tài xế, chả giấu gì anh,
Trước đây tôi trẻ trung xinh đẹp chỉ vì ham tiền mà cưới ông tỷ phú già chồng tôi. Ông ấy già quá, chưa cho tôi được một con thì đã lăn ra chết. Giờ tôi chẳng thiếu tiền, chỉ khao khát có một đứa con cho tuổi già bớt cô quạnh. Anh có thể giúp tôi việc ấy được không? Nghe bà chủ nói, anh tài xế rạng rỡ nét mặt. Anh nói một cách quả quyết. Tưởng việc gì, chứ việc ấy thì được ạ. À? Rồi anh quỳ xuống chân bà. Thưa mẹ, từ nay con sẽ là con trai ngoan của mẹ. Tuy mẹ không sinh ra con, nhưng con xin hứa sẽ chăm sóc mẹ đến lúc cuối đời. Cậu con trai đi lính về, bà mẹ vui mừng nói. Má con phính hẳn ra đấy, chắc ở đó họ cho con ăn uống tốt lắm hả? Dạ, không phải tại ăn uống đâu mẹ à. Thế thì tại sao chứ? Dạ, vì tối nào trước khi đi ngủ, con cũng phải thổi đệm cao su đấy ạ. À?